Quý vị thân mến, Phan Thiết từng là thủ đô resort của Việt Nam. Tuy nhiên, hàng chục năm qua, thành phố này bị vượt mặt bởi các đô thị du lịch khác do thiếu các sản phẩm du lịch giải trí mới mẻ. Với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, đặc biệt là sự hình thành của các khu tổ hợp du lịch vui chơi giải trí, kỳ vọng sẽ làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt ngành du lịch của thành phố, cũng như thu hút nhà đầu tư. Đến Phan Thiết nhiều lần, chị Phượng rất thích khí hậu và bãi biển nơi đây. Tuy nhiên, theo chị, hiện tại đây rất ít chỗ để du khách vui chơi giải trí. Mới có tập trung về phát triển lưu trú du lịch mà chưa có cái hình thức hay là cái khu mà trung tâm hay là tổ hợp vui chơi giải trí như là ẩm thực, mua sắm hay là phát triển cái du lịch về đêm. Còn gia đình chị Hòa đang có kế hoạch tìm mua một căn nhà thứ hai tại thành phố biển Phan Thiết. Mục tiêu là để nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc đầu tư cho thuê. Ở Phan Thiết này thì cũng có hai mục đích. Một, sang nhượng lại sau này thì cũng tốt, còn không là mình để gia đình về nghỉ dưỡng, hoặc là nếu như được nữa thì cho khách du lịch ta thuê. Đó, có nhiều cái để mình quyết định mình đầu tư ở đây. Nhu cầu vui chơi giải trí và đầu tư ở Phan Thiết rất lớn, do đó chính quyền thành phố Phan Thiết đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã và đang hoàn thiện nhiều dự án đô thị giải trí để đón đầu làn sóng đầu tư. Đơn cử như Mũi Né Summerland, khu phức hợp giải trí nằm ngay trung tâm thành phố Phan Thiết với loạt tiện ích như công viên tương tác đa thế hệ, tuyến phố đêm dài 2 km, nhà hàng ngoài trời nhằm đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế đêm. Thị hiếu của du khách hiện nay đang có xu hướng tìm kiếm đến địa điểm vui chơi, giải trí, có nhiều hoạt động trải nghiệm về đêm. Sự thay đổi này cũng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho thị trường bất động sản du lịch. Và tôi cho rằng các đô thị giải trí được đầu tư sẽ trở thành xu hướng của thị trường trong vài năm tới. Ngoài ra, để tạo sự khác biệt với các địa phương khác, Phan Thiết cần nghiên cứu quy hoạch đô thị trong dài hạn, phải hỗ trợ phát triển kinh tế, nhưng đồng thời duy trì được truyền thống và di sản. Địa phương nên có chiến lược phát triển bền vững, du lịch vui chơi giải trí hay sinh thái nghỉ dưỡng để thu hút du khách muốn có sự tiện lợi và thoải mái của cuộc sống hiện đại, nhưng đồng thời nên có nhiều trải nghiệm về văn hóa và thiên nhiên đích thực của vùng đất xinh đẹp này. Hiện dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sau hơn 7 tháng thi công cũng đang dần hình thành và dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay. Hay như sân bay Phan Thiết đã và đang tạo cơ hội cho du lịch Phan Thiết hồi phục mạnh mẽ với định hướng trở thành đô thị du lịch biển cấp quốc gia.